UBND tỉnh Hưng Yên vừa có công văn về tăng cường công tác phòng chống dịch và tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương đẩy mạnh tiêm vaccine mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên, tiêm đủ 12 mũi liều cơ bản cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm về tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn. Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh cùng các địa phương phối hợp với ngành y tế đẩy mạnh vận động và triển khai tiêm chủng cho người lao động thuộc các doanh nghiệp, không để dịch bùng phát ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Sở Y tế chủ động bố trí các điểm tiêm, phân bổ vaccine, đảm bảo an toàn tiêm chủng.